Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 28 tháng 8 đến 6 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 22 ca dương tính mới. Huyện Mỏ Cày Bắc ghi nhận 10 ca, có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thanh Tây 3 ca, Nhuận Phú Tân 2 ca, Khánh Thịnh Tân 1 ca, Tân Phú Tây 1 ca, Phú Mỹ 1 ca, Thạnh Ngãi 1 ca. Trong số 10 ca mắc mới của huyện Mỏ Cày Bắc có 9 ca là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, diện Đồng Hương đã được cách ly y tế trước đó. Huyện Châu Thành có 7 ca mắc mới cư trú tại xã An Hiệp 1 ca, Thành Triệu 1 ca, Quế Thành 1 ca, Tân Phú 1 ca, Tiên Thủy 1 ca, Tường Đa 1 ca, An Khánh 1 ca. Tất cả những ca mắc mới của huyện Châu Thành đều liên quan đến ổ dịch công ty tại khu công nghiệp An Hiệp. Huyện Ba Tri ghi nhận 2 ca mắc mới có địa chỉ cư trú tại thị trấn Ba Tri 1 ca, xã Mỹ Chánh 1 ca. Ca bệnh ở xã Mỹ Chánh là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, diện Đồng Hương đã được cách ly y tế trước đó. Huyện Mỏ Cày Nam ghi nhận 1 ca mắc mới tại xã An Thạnh. Thành phố Bến Tre có 1 ca mắc mới cư trú tại phường 7 là trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty ở khu công nghiệp An Hiệp. Ngoài ra, trong số những ca mắc mới sáng nay có 2 ca là người ngoài tỉnh quê ở Đồng Tháp và Trà Vinh làm việc tại công ty khu công nghiệp An Hiệp. Trong số 22 trường hợp dương tính mới trong 12 giờ qua, có 1 ca thuộc khu vực phong tỏa nguy cơ cao ở khu phố 2 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri được phát hiện qua test mẫu gộp PCR cho kết quả dương tính. 21 trường hợp còn lại đều đã được cách ly trước đó. Tổng số ca dương tính toàn tỉnh 1.727 ca, tổng số ca ra viện 1.154 ca, tổng số ca tử vong 41 ca. Chính quyền có trách nhiệm, người dân có nghĩa vụ, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.